JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, rất nhiều bác để lại comment trên kênh YouTube JK Audio thì bên em cũng đang luôn luôn cập nhật những cái comment đó để bên em tư vấn cho các bác nhiệt tình và chi tiết nhất cho các bác. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Hôm nay bên em có nhập về một lô B3 về hai kiểu dáng và hai hình thức trầm khác nhau, đó là sub B3 717 phía bên tay trái đấy ạ, đồng thời sub B3 817 phía bên tay phải. 717 thì là bát 30 mặt trước gân chỉ đỏ và 817 thì là đối đất gân cũng gân chỉ đỏ bát 30. Thì hôm nay bên em sẽ cho nhân viên mở nội thất hai cái sub thuộc dòng B3 này ra cho các bác cùng xem và chiêm ngưỡng. Vâng, về hai cái dòng trầm này, bát mặt trước và bát đối đất thì có hai cái chất trầm khác nhau. Đây là những cái chất trầm của âm trầm của địa cầu, nghe rất là đẳng cấp. Tất cả những cái tinh túy của địa cầu đã quy tụ vào trong cái hai cái sub này. Đây là dòng sub mà bên em bán rất là chạy trên thị trường hiện nay, là đứng vững tên tuổi ở trên thị trường. Và sau đây bên em sẽ mở nội thất ra. Vâng, đây thì là cái mặt sau của cái sub B3 717. Thì sau đây bên em sẽ tháo ra. Vâng, và đây là cái nội thất của cái sub B3 817 bát đối đất. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi quan sát cái phía bảng mạch đằng sau cái sub B3 817. Vâng, đầu tiên là chúng ta quan sát một cái bảng mạch phía đằng sau thì là chúng ta để ý đến cái cột nguồn. Và chúng ta để ý đến cột nguồn thì đây là cái dòng sub mà được trang bị cùng nguồn xuyến rất là to. Nguồn đồng đấy ạ, rất là to đấy ạ. Đây là cái quan trọng nhất chúng ta nhìn vào. Vâng, sau đó là đến tụ thì cái này được chạy bằng hai tụ lọc nguồn, cũng khá là to đấy ạ. Vâng, và tiếp đến là sò thì đây là được sở hữu hai sò Toshiba sò to đấy ạ, đang nằm phía dưới. Vâng, thì gồm hai cái chở gánh này. Vâng, và được sở hữu những cái con nện chở bốn màu. Vâng, và diode đây ạ. Vâng, đây thì là cái phần bảng mạch cắt tần số đây, gồm những chiếc áp cắt tần số và volume to nhỏ đây ạ, phía đằng sau. Vâng, nhìn vào cái nguồn này thì các bác biết nó chất lượng ra làm sao rồi, không phải giải thích nhiều. Nguồn B3 luôn đấy ạ. Vừa các bác để ý những cái dây, các cái dây dắt kết nối nhà máy người ta bó rất là gọn đây ạ, từng chi tiết một, không như các cái dòng trôi nổi trên thị trường, người ta cái dây này hầu như người ta không bó đâu, quăng quật lung tung nhìn rất là rối mắt. Vâng, đây là phía sau cái bát và phía sau phụ từ đấy ạ. Vâng, đặc biệt dòng B377 B3817 sở hữu từ kép
khá là to để cho chất âm được uy lực. Em biết đây là dòng chất âm trầm của địa cầu, nghe rất là hay, nó như một cơn địa chấn nhé. Sự lan tỏa của ánh từ tâm, của ánh từ tâm bát lan tỏa ra. Rồi chúng ta quay sang cái cùng nguồn của cái shop B377 đi ạ. Vâng, đây là những cái keo nhà máy người ta dính rất là chặt, bên em tháo ra thì nó bị rộp đấy ạ, rất là chặt. Vâng, cũng sở đầu tiên chúng ta để ý vào cái khung nguồn, nguồn xuyến. Đây là dòng tất cả dòng xúc là dòng xúc cao cấp. Vâng, có tem B3 hết đấy ạ. Vâng, và cũng được sở hữu hai tụ lọc nguồn khá là to. Vâng, dây rắc kết nối phía trong cũng rất là gọn. Và cũng được sở hữu hai cái sò Toshiba sò to đấy ạ, đang nằm phía dưới này. Vâng, bảng mạch cắt tần số đấy ạ, gồm những chiếc đáp cắt tần số và volume to nhỏ. Vâng, đây thì là nội thất của hai xúc mẫu B3 817 và 717. Một là bát mặt trước, hai là bát đối đất. Vâng, sau đây em sẽ tháo cái từ của cái bát B377 và 817 này ra cho các bác coi. Vâng, ở đây là cái phía sau mặt bát của từ của cái súp B377. Đây cũng là từ két các bác nhé. Bên em đã mở nội thất và bây giờ bên em đã ráp lại và bắt đầu quý vị và các bạn cùng trải nghiệm tiếng trầm của súp B377 nhé. Bên em đang kết nối với súp B377 bên tay trái đây ạ, bát 30 mặt trước cân chỉ đỏ. Âm trầm cực kỳ sâu và uy lực. Giải âm nghe nó ấm hơn rất là nhiều. Bỏ sang test cái súp B37 bát đối đất nha các bác nhé. Kết nối với cái súp B817 phía bên tay phải đây ạ. Vâng, giữa hai cái súp B377 và 817 này rất nhìn là nhiều sự lựa chọn cho các bác. Các bác thích mặt trước hay là thích đối đất bên em đều phục vụ được nhé. Vâng, các bác đang theo dõi kênh YouTube JK Audio thì các bác hãy
để lại số điện thoại để bên em có thể tư vấn cho các bác trực tiếp, hoặc các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên Shop Zika để được tư vấn. Bên em luôn hỗ trợ các bác khách hàng mọi miền Tổ quốc một cách nhiệt tình và chu đáo. Vâng, sau khi bên em đã test một đoạn nhạc với hai cái shop này thì sau đây em xin phép dừng video. Sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.